Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến do tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh, giảng viên đại học và chuyên gia về marketing online, chuyên gia bán hàng trực tuyến và liên quan đến những cái vấn đề về khủng hoảng truyền thông trực tuyến. Tôi cũng có một chút ít các kinh nghiệm. Thế thì bài đầu tiên trong cái video này thì tôi sẽ nói về khóa học, những ai nên học khóa học này, tại sao nên học khóa học này và giới thiệu một chút về giảng viên. Đầu tiên thì giới thiệu về nội dung khóa học. Thì cái khóa học này là cái khóa học mà tôi xây dựng một cái chương trình đào tạo trong 2 ngày liên tục, dạy offline 2 ngày liên tục cho một cái tập đoàn lớn, tôi không tiện nêu tên. Họ đào tạo nội bộ về xử lý khủng hoảng truyền thông, tôi đào tạo cho họ 2 ngày liên tục, thứ bảy và chủ nhật. Sau cái chương trình đào tạo này thì tôi cũng được công ty đào tạo đó cũng tiếp tục mời đào tạo cho một cái tập đoàn khác, và những cái thương hiệu rất là lớn họ cũng lo lắng về các vấn đề về khủng hoảng truyền thông, đặc biệt là đối với những cái bộ phận kinh doanh, bộ phận marketing, bộ phận truyền thông của công ty, họ cần những cái kinh nghiệm như vậy. Và tôi đã viết ra cái chương trình này, và bây giờ thì tôi quay lại toàn bộ những cái nội dung tôi đã viết ra đã thành cái recorded video, tức là những cái video đã được ghi và đã được biên tập để chia sẻ, để hướng dẫn cho các anh chị và các bạn trao đổi một số những kinh nghiệm, kiến thức cơ bản về trong cái lĩnh vực về xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến hiện nay. Thế thì nội dung của nó bao gồm những cái gì? Tôi có thể liệt kê cho các bạn một số những cái nội dung cơ bản của khóa học này như sau. Thí dụ như là giới thiệu với các bạn là khủng hoảng truyền thông là gì, các cái ví dụ điển hình của khủng hoảng truyền thông tại Việt Nam, trên thế giới, cách thức xử lý tại Việt Nam, một số những cái trường hợp mà case study cụ thể, cách thức xử lý của một số cái trường hợp case study trên thế giới cụ thể. Tiếp theo là tôi sẽ liệt kê cho các bạn dấu hiệu của cái việc khủng hoảng truyền thông nó có thể xảy ra, nó có những cái dấu hiệu như thế nào. Cái bài nội dung tiếp theo trong cái khóa học hay là series video này thì cũng có thể trình bày với các bạn, đó là các cái nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng truyền thông. Nguyên nhân có thể là do khách quan, do chủ quan, do nhân viên, do khách hàng, do chính phủ hoặc là do các tổ chức chính trị vân vân. Đó là cái chi tiết cụ thể tôi sẽ trình bày trong các cái từng bài học. Tôi cũng chia sẻ với các bạn về nội dung đấy là các cái sự cố thường gặp trong cái quá trình kinh doanh, bán hàng, phục vụ khách hàng dẫn tới khủng hoảng truyền thông. Ví dụ như là do khách hàng giận dữ, do nhân viên nổi loạn, đúng không ạ? Do các cái nhà hoạt động vân vân, kiểu như thế. Hoặc là do đối thủ chơi xấu, hay là do chính mình làm những cái chiến dịch nó có tác dụng phụ vân vân, đúng không? Những cái nguy cơ mà doanh nghiệp có thể gặp phải khi khủng hoảng truyền thông xảy ra, có rất nhiều nguy cơ, như là nguy cơ về tài chính, nguy cơ về thương hiệu, nguy cơ về xâm phạm sở hữu trí tuệ, nguy cơ về giảm doanh số, tẩy chay thương hiệu, đóng cửa, phá sản vân vân. Nội dung tiếp theo tôi sẽ nói về các cái mức độ của khủng hoảng, các cái mức độ nó có những mức độ như thế nào, từ 1 tới 5, cái cách thức chia cái cấp độ đó ra để chúng ta nhận diện, rồi thì cái quy trình, cái tiến triển của một cái cuộc khủng hoảng nó sẽ diễn ra như thế nào, từ bắt đầu đến khởi điểm cho tới bùng phát, cho tới đỉnh điểm, cho tới đi xuống tạm lắng và thiệt hại, đúng không? Cách thức nhận diện khủng hoảng, rồi thì những cái hậu quả rất là to lớn của nó, đánh giá cái hậu quả của nó như thế nào, rồi các cái phương pháp ứng phó, các phương pháp trả lời, các giải pháp xử lý khủng hoảng về mặt công nghệ, về mặt pháp lý, về mặt chính trị, về mặt kỹ thuật, về mặt marketing vân vân. Đấy, cái cách thức giải quyết như thế nào, một số những cái lời khuyên vàng, lời khuyên bạc, hay là những cái gì nên làm, những gì nên tránh, tôi cũng có chia sẻ với các bạn trong cái chương trình này. Rồi thì cách thức trả lời báo chí, cách thức trả lời truyền thông, ai sẽ là người được trả lời, ai không được trả lời vân vân. Rồi cách thức làm cho giảm thiệt hại, loại bỏ, loại trừ bớt những cái nguy cơ đi. Đấy, đúng không? Rồi thì chuẩn bị cái đội ngũ xử lý khủng hoảng truyền thông thật tốt, xây dựng cái đội ngũ xử lý khủng hoảng truyền thông, hoặc là đội ngũ truyền thông, hoặc đội ngũ marketing phục vụ cho cái quá trình truyền thông đối ngoại, hoặc là quá trình xử lý truyền thông nội bộ,
Tôi cũng chia sẻ với các bạn cách để các bạn làm truyền thông nội bộ trong cái bộ series khóa học này. Rất nhiều các cái nội dung rất là hay, xây dựng cái chương trình hành động, xây dựng cái đội ngũ nhân sự, thiết lập những cái tiêu chí để có thể là giúp cho doanh nghiệp được an toàn hơn trong cái bối cảnh mà khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Và cái hậu quả của khủng hoảng truyền thông hiện nay cũng rất là lớn, rất là ghê gớm, được thể hiện qua những cái ví dụ như là trường hợp thương hiệu Khải Siêu hay là trường hợp con ruồi nửa tỷ của thương hiệu Tân Hiệp Phát, vân vân. Đó thì đấy là một số những cái nội dung cơ bản tôi sẽ trình bày trong cái bộ khóa học này. Thế những ai thì nên học khóa học này, đúng không? Thì những người mà làm trong lĩnh vực truyền thông, làm trong lĩnh vực quảng cáo, lĩnh vực marketing, trực tiếp làm truyền thông đối nội đối ngoại cho doanh nghiệp và xử lý các vấn đề liên quan đến chăm sóc khách hàng, sự cố của doanh nghiệp thì rất là phù hợp. Các cấp bậc có thể là từ nhân viên cho đến chuyên viên cao cấp, quản lý, giám đốc hoặc là CEO của doanh nghiệp đều có thể học cái chương trình này để nắm bắt được những cái nội dung mà giảng viên trình bày, giảng viên cũng đã đào tạo cho một số các tập đoàn rồi. Thì điều đấy cũng là có những cái kinh nghiệm cũng có thể là rất là cơ bản để chúng ta có thể có những cái ý niệm phòng tránh và xử lý khủng hoảng nếu nó có thể xảy ra, còn biết được những cái nguy cơ của nó để có thể hạn chế cái việc nó có thể xảy ra. Đấy. Và nội dung thứ ba là giới thiệu về giảng viên. Giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi, tên đầy đủ là Nguyễn Phan Anh. Tôi giảng dạy tại một trường đại học lớn tại Hà Nội từ năm 2008 cho tới nay, hiện nay vẫn đang là giảng viên. Ngoài ra thì tôi cũng có công ty riêng chuyên về đào tạo, tư vấn và triển khai các cái hoạt động quảng cáo trực tuyến, đào tạo trực tuyến và hỗ trợ cho các khách hàng phát triển các hệ thống bán hàng online. Thì đó là những cái nội dung công việc mà tôi thường xuyên làm. Ngoài ra thì tôi cũng có viết sách, sản xuất các cái video khóa học, có một công ty chuyên về media, sản xuất hình ảnh, sản xuất video ở mức độ cơ bản, chưa phải là dựng phim Hollywood gì đâu. Chụp ảnh rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, làm TVC hoặc là làm phim hoặc làm video quảng cáo, thì công ty chúng tôi có thể làm những điều đó. Tư vấn, đào tạo in-house hoặc đào tạo theo yêu cầu của các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn hoặc là những cái đội nhóm, hoặc là đào tạo trên sân khấu. Thì tôi thì có 11 năm làm giảng viên, giảng dạy ở bậc đại học, 8 năm dạy cho khối doanh nghiệp qua các chương trình đào tạo với tư cách là một người chuyên gia đào tạo. Tôi cũng có cái trình độ học vấn cũng tương đối là tốt. Tôi đã từng học 5 trường đại học và tốt nghiệp 4 trường. Các bạn có thể xem CV của tôi chi tiết hơn ở Facebook, địa chỉ facebook.com/phananhonline hoặc là website pa marketing.vn để có thể biết thêm chi tiết. Tôi cũng không giới thiệu quá nhiều về bản thân như vậy, giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản như vậy. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Facebook, trên Zalo, trên YouTube hoặc là trên website của tôi, đều có những cái thông tin rất là cơ bản. Các bạn tìm từ khóa Phan Anh Online hoặc là từ khóa PA Marketing là sẽ thấy. Vâng, nếu như mà các anh chị và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bất kỳ cái yêu cầu nào, mong muốn nào liên quan đến việc là tư vấn về xử lý khủng hoảng truyền thông, liên quan đến việc là đào tạo về khủng hoảng truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông hoặc là hậu khủng hoảng truyền thông, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Cái gì miễn phí được tôi sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn, cái gì không miễn phí được tôi sẽ báo chi phí cho các bạn một cách hợp lý, theo tinh thần là marketing thuận mua vừa bán. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này, video mở màn cho khóa học xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến by Phan Anh, và rất hy vọng có thể chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm ít ỏi của tôi trong quá trình đi làm và đi đào tạo, đi tư vấn và trực tiếp hỗ trợ cho rất nhiều các khách hàng đã xử lý khủng hoảng truyền thông, để có thể là trao đổi những kinh nghiệm này với các anh chị, giúp các anh chị được nhiều hơn trong quá trình kinh doanh của mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn các bạn và xin chúc các anh chị và các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.